xuân nghe nắng ấm lại về. Anh đã xa rồi anh cũng đứng nhìn lại mình. Em chính em, người mang cho anh lắm những ngọt ngào. Qua tháng năm và anh đã hiểu thật nhiều. Em biết không, từ ngày yêu em là ngày in dấu những nấc thang vàng son. Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bên du em. Yêu nhau từ thuở ban mai hàng vi, đơn sơ cho đến khi bắt đầu phai dấu. Vàng son một thuở lên lòng nghe từ hỏi trong tôi, ơn em tà lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Ơn em tà lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Năm nay cháu 19 tuổi rồi đúng không hả? Dạ. Con gái cô đó, nếu nó còn sống thì năm nay cũng trạc tuổi cháu. Tiếc là nó quá vắng số. Con gái cô xinh quá. Con người ta sống có phần có số hết. Như ông xã của cô chắc giả biết bao nhiêu để gầy dựng cơ ngơi này, mà đâu đã hưởng được ngày nào. Cơ nghiệp này là tâm nguyện cả đời của ông. Nhiều lúc cô cũng thấy mệt mỏi lắm, cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến chú là cô lại phải ráng. Sao? Ơi. Dì Sáu có sao không vậy? Dì trọt cái vũng nước, lăn từ cầu thang xuống. Cái tay dì đau quá. Dặn chị hoài rồi, lớn tuổi rồi, đâu có dẻo dai lanh lẹ như mấy đứa nhỏ. Làm gì cũng vừa sức thôi, đừng có ráng. Ây da, dạ, cái tánh tôi nó vậy, nhà cửa mà không sạch đó, tôi chịu không có nổi. Dạ, đau quá vậy nè. Thôi thôi thôi, đi vô đây, đi vô. Vô đây, tôi lấy dầu tôi bóp cho. Dì Sáu, để con làm giùm cho. Ý đâu có được, con còn trực điện thoại nữa, lỡ có gì bà chủ la đó. Không sao đâu, chừng nào điện thoại reng thì con ra nghe. Dì để con làm cho, tay chân gì vậy làm sao tiện. Thiệt xui quá, tự nhiên bị té ngay cái lúc này. Tôi tưởng là bị bong gân chút thôi, ai dè đâu nứt xương. Hồi nãy nghe bác sĩ nói tôi rầu quá trời. Không sao đâu, cháu vừa mới thi xong mà cũng chuẩn bị nghỉ hè nên cũng khá rảnh. Có gì dì cứ kêu, cháu sẽ phụ cho. Cũng may là có con đưa giùm dì vô bệnh viện, chứ một mình dì vô đó chắc lóng ngóng lắm á. Chà, chuyến này cậu hai về là hay lắm á. Cậu hai là ai vậy dì Sáu? Cậu hai là con của cô Bích Ngọc, cậu tên là Quốc Minh. Là
là cái anh ôm guitar trong tấm hình ở trên phòng cô Bích Ngọc phải không gì? Cậu đó. Tội nghiệp cô Bích Ngọc, nhiều khi giàu á cũng có cái khổ của người giàu. Cơ ngơi như vậy á mà cổ chỉ có một đứa con trai, cổ muốn á cậu Minh nối nghiệp. Trời ơi, năn nỉ quá trời luôn á, cậu Minh mới chịu đi du học đó. Thiệt tình ngang, cậu Minh á chỉ thích là đàn ca hát sướng, tối ngày á chỉ biết ôm cây đờn. Mà cậu hát hay thiệt ngang. Bữa nào cậu về á, thế nào con cũng được nghe cậu hát hà. Nhất là cậu đẹp trai phong nhã, giống như là ca sĩ gì đó. Vậy hả? Sao anh không đi làm ca sĩ? Nói như con á, thì mẹ con họ đâu có gì là lấn cấn. Mà dì thấy á, hai mẹ con á, ai cũng có lý hết. Nếu như á, cậu Minh á, làm ca sĩ á, thì thế nào cũng nổi tiếng. Nhưng mà lấy ai mà lo cho cái công ty này? Cô Bích Ngọc giỏi ghê gì sao ha? Có một mình à, mà lãnh đạo cả một công ty lớn như vậy. Cháu thật ngưỡng mộ cổ. Cổ giỏi mà chịu khó lắm. Vậy mà bất hạnh ghê. Tôi đi làm cho cổ hồi cậu Minh nhà này mới có 5 tuổi hà. 5 năm trước á, ông xã cổ bị đột quỵ rồi đi luôn. Một tay cổ xây sở đó chứ. Nhiều lúc á, tưởng công ty tiêu rồi. Vậy mà cổ nhất định không có chịu bỏ cuộc. Làm riết. Rồi công ty mới vững vàng như bây giờ đó. Cổ tâm sự á, nếu mà để công ty thất bại là có lỗi với người nhà. Cho nên á, cổ kỳ vọng rất lớn vô cậu Minh. Cháu mới vào làm nên cái gì cũng không biết. Nhiều lúc cũng sợ cổ la lắm. Cô Bích Ngọc thấy nghiêm nghị vậy chứ tốt bụng lắm. Làm cho cổ mấy chục năm trời, tôi biết mà. Cổ không có rầy la quát tháo ai bao giờ hết á. Dì nói thiệt tình á, ở lâu rồi biết thôi. Ý quên, nè, bây giờ con dắt giùm dì á, ly nước cam đi. Rồi lát á, cô Bích Ngọc về có nước uống. Dạ. Chà, cũng giỏi ghê ta. Làm công chuyện cũng gọn gàng đó. Chứ mấy cô gái hiện đại bây giờ á, bếp núc kém lắm. Đụng chuyện á, là tay chân lóng ngóng à. Dạ. Từ nhỏ nha, má cháu đã tập cho cháu làm chuyện bếp núc. Với lại, nhà cháu cũng chẳng khá giả. Nên có dỗ có quải gì á, cũng tự nấu ở nhà. Làm riết là nó quen. À, dì Sáu làm thức ăn chiều nay chưa? Hay để cháu nấu luôn cho. Chiều nay có cá thu nấu ngót với lại tôm rang. Dì nhờ chỗ bán làm sẵn hết trơn rồi, chỉ có nấu lên thôi. Hồi sáng cô Bích Ngọc có dặn để chiều về cổ nấu. Tính cổ vậy đó. Chỉ thích ăn những món đạm bạc cổ nấu ở nhà. Cổ ít khi nào mà ăn hàng quán lắm. Cô Ngọc về trễ như vậy mà còn phải vô bếp cực lắm. Dì lên nhà trên trực điện thoại giùm. Chừng nào nó rang á thì kêu cháu. Cháu nấu nhanh mà. Thôi, vậy nhờ con nấu luôn nha. Đồ ăn gì để hết ở trong tủ lạnh á. Dì cảm ơn. Dì lên nha. Dạ. Mới về. Trời ơi, tưởng sơ. Sao vậy mà dữ dạ, vậy? Dạ, bị rạn xương cô. Chắc 1-2 tuần là hết. Bữa trước nói chị kiếm người, chị đã kiếm được chưa? Dạ có. Nhưng kiếm người giúp việc bây giờ khó lắm. Tôi đã điện thoại mấy lần mà vẫn chưa có người. Thôi thế này, tạm thời ra ngoài ăn. Tôi lên tắm rửa thay quần áo, rồi nói chú Phú đưa đi ăn cơm. Dạ, bữa nay ở nhà có cơm. Cô cứ vô tắm rửa cho khỏe, rồi xuống ăn luôn, khỏi ra ngoài. Có một tay mà cũng giỏi dữ ha. Chị đừng có ráng quá. Có gì
tôi không có đền nổi đâu á. Dạ. Chà, có một tay mà cơm canh cũng thịnh soạn dữ ha. Dạ đâu có, bữa nay Diễm Hằng nấu giùm đó. Hèn chi. Mà Diễm Hằng đâu rồi chị? Dạ con bé mới ra nghe điện thoại. Nhỏ tội nghiệp. Hồi sáng á, nó tới đưa tôi đi bệnh viện. Về tới nhà còn lo phụ với tôi cơm nước nữa. Thiệt cô ơi, hiếm thấy ai mà đẹp người mà đẹp nết như nhỏ. May quá, tôi cứ lo một mình chị. Vô bệnh viện rồi lộng cà lộng cộng. Mà công việc ở công ty lại quá chừng luôn. Tôi không thể nào bỏ được. Thôi, chị ra kêu Diễm Hằng vô ăn cơm luôn cho vui. Dạ. Yes, yes. Thank you. Yes, bye bye. Xong chưa con? Cô Ngọc biểu con xuống ăn cơm chung. Ừ, thôi, dạ thôi. Dì với cô Ngọc cứ ăn cơm đi. Cháu có ổ bánh mì rồi. Ý, đâu có được. Cô Ngọc cổ biết chiều nay con nấu cơm giùm, không xuống ăn cổ giận á. Ờ, dạ thôi, cháu ngại. Trời ơi, ngại cái gì. Vô lẹ đi, để cô chờ. Đi con. Dạ. Vừa ăn lắm. Cháu khéo tay ghê đó. Dạ, cháu chỉ quen nấu mấy món giản dị thôi. Cô cũng thích món ăn đạm bạc như thế này. Nhờ cháu mà bữa nay không phải đi ăn quán. Chị lo là sắp tới con trai cô về mà không có người làm. Công việc của cháu đây cũng rảnh. Cháu lại sắp nghỉ hè. Cô có cần gì cháu làm giúp cho. Đâu được, cháu đang làm việc văn phòng. Cô cần là cần người giúp việc, lau chùi dọn dẹp. Mấy việc đó đâu có để cháu làm được. Không giấu gì cô, cháu cũng đang kiếm việc làm. Việc nặng nhọc cháu không ngại, miễn là việc đàng hoàng là được rồi cô. Để cháu làm những việc này, cô thấy thiệt thòi cho cháu quá. Thì cũng như mình làm việc nhà mà cô. Cô có đề nghị như vậy, cháu thấy có được không nha? Dạ. Cháu đến nhà cô ở cho tiện. Phòng của dì Sáu rộng lắm. Hai dì cháu ở chung, có gì đỡ đần cho nhau. Chứ cháu ở ký túc xá, đi đi lại lại bất tiện lắm. Ờ phải đó, cô Ngọc đã nói vậy á, con tới đây ở đi. Ở đây á, một mình dì thui thủi buồn lắm. Ăn đi cháu. Chị Sáu ăn đi. Dạ. Dạ, để cháu về sắp xếp lại, rồi có gì sẽ trả lời cô sau. Ăn đi, thôi ăn đi. Dạ. Hân nè, mày đi thiệt hả? Chứ không lẽ giả bộ. Tao đi làm trong thành phố mà mày làm như tao xuất ngoại không bằng. Hồi nào tới giờ tụi mình ở chung vui buồn có nhau. Bây giờ mày đi như vậy á, tao cảm thấy sao á? Phải đó, tự nhiên ba chủ tộc bùng quả chi cũng đâm lo. Đâu dễ gì ở cái thành phố này lại có người tốt bụng như vậy. Còn hứa cho em mượn tiền trả hết nợ nữa. Khó tin lắm. Tại mấy chị chưa tiếp xúc với cậu nên không biết thôi. Cô Bích Ngọc cũng đàng hoàng lắm. Ê Hằng, có khi nào cậu chấm em làm con dâu tương lai không? Chắc vậy quá. Đúng đó. Chị đừng có nói giỡn. Con trai của cậu á, vô học nước ngoài. Mình chỉ là thân phận ô sin thôi. Mà tao thấy mày sao á? Tự nhiên đang làm nhân viên văn phòng, người ta nhìn mình bằng một cặp mắt khác. Bây giờ chấp nhận làm ô sin cho người ta, mày không thấy tiếc sao? Theo tao á, giá trị con người
đâu phải đánh giá qua công việc, mà phải đánh giá ở chỗ hiệu quả công việc người đó làm như thế nào. Mày thì lúc nào cũng lý tưởng hết, tới chừng bị người ta đối xử như ô xin á thì mới biết tuổi ha. Diệm ăn xong chưa? Chuẩn bị nhập tiệc nè. Dạ. Không ngờ lời phải chia tay với em sớm vậy. Dạ, em sắp xong rồi. Nghĩ lại cũng nhanh thiệt. Hồi mới tới đây, thời tình em không muốn ở. Vậy mà mới đây đã hết một năm rồi, bây giờ lại không nỡ ra đi. Dù sao cũng cảm ơn Hằng với Hương nha. Nhờ hai bạn mà chị Mỹ đây hết khó chịu đó. Nè, cái con đi, mi vừa phải nghe chưa? Tự nhiên đang là chuyện của con Hằng lại lôi tao vào cho bằng được. Mày cho tao gửi lại cuốn sách này. Mày đi rồi á, nếu anh Dương hỏi thì biết trả lời làm sao? Mày cứ nói là tao đi chỗ khác, đừng có cho anh biết. Tao và anh kiếp này không duyên, chẳng nợ. Cho dù có gặp nhau cũng không có kết quả gì tốt đâu, chỉ làm khổ nhau thêm. Ê, hình như là tuần sau sinh nhật của anh Dương á. Ừ, tao cũng bối rối lắm. Nếu không tặng quà cho ảnh thì sợ ảnh buồn, còn tặng quà lại sợ ảnh ngộ nhận, lại nuôi hy vọng. Diệm ăn xong chưa? Đồ ăn nguội hết rồi nè. Dạ. Đói bụng quá rồi mấy mẹ ơi. Rồi, tới liền tới liền. Tại đây, tại đây, ngồi đây đi. Ăn thôi. Trời, ăn ngon quá ha. Ừ. Cái này của tao nha mày. Ừ. Không nhanh mày. Nào, nâng ly. Chúc sức khỏe. Chúc vui tươi. Tiền đầy túi mà tình đầy tim. Chúc trẻ đẹp. Đi thì luôn đậu. Chúc mọi người ở lại bình an. Một, hai, ba, vô. Trước khi vào tiệc, đề nghị Diễm Hằng hát một bài đi. Ừ. Phải đó, hát đi Hằng. Mày hát trước, rồi tới lượt chị Mỹ hô Huệ nha. Thôi được rồi, để Hằng hát một bài Khơ Sara Sara cho mọi người nghe nha. Khoan 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 khoan, mọi người đệm theo nha. Hai ba. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here was she said to me. The future not out to see. Que sera, sera. What will be, will be. Bài hát này hay thiệt đó. What will be, will be. Không biết tương lai tụi mình rồi ra sao hè. Em cũng nghĩ như chị vậy. Đúng là không thể dự đoán trước tương lai của mình. Hồi xưa bán bánh xèo ở chợ, em ước ao một ngày nào đó được là sinh viên đại học. Lúc má em bệnh, em cứ sợ giấc mơ tan biến mất. Rồi có sự giúp đỡ của mọi người,
mọi chuyện cũng tạm ổn. Bây giờ lại chuẩn bị đến một môi trường mới, cũng chưa biết là sẽ thế nào. Tao chỉ hy vọng mày gặp được nhiều may mắn. Chứ thật tình á, tao không nỡ đi mày ra đi. Tiên đề nghị như vậy, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày 26 tháng 6, mình lấy ngày này làm ngày sinh nhật của nhóm mình đi. Sau này, dù ở đâu, làm gì, cứ đến ngày này, chúng ta sẽ gặp nhau trước cổng ký túc xá này, được không? Yeah! Ngày hôm kia, nhìn em 16 dễ thương, thật ngọt ngào môi xinh và ôi màu mắt đáng yêu. Rồi hôm qua, nhìn em 18 trói trang, điều rộn ràng trong tôi nhịp tim đập nghe rối lên. Chị gói giùm em. Ngày 20, bình minh chào nắng sớm lên, từng nụ cười em trao thật duyên gờ chút vấn vương. Tuổi đôi mươi, tuổi ôi thật quá dễ thương, thật vùng về ngây thơ và mình có nhiều chuyện lắm con. Khi xem nhiều chuyện của Hằng và anh Dương, nếu Hằng không tặng quà chắc anh Dương buồn lắm. Tôi yêu từng lạ như sao khó, mà sao mình lại sợ anh Dương buồn. Em đôi mươi, em có biết. Dạ em gửi chị. Cảm ơn chị. Dạ. Hương. Ủa anh Dương, Diễm Hằng đâu mà Hương đi một mình vậy? Dạ. Có chuyện gì vậy Hương? Bộ hai người giận nhau hả? Dạ không có. Nhưng mà hai người cãi nhau chứ gì. Kêu Diễm Hằng xuống để anh giảng quà cho. Hằng không còn ở đây. Sao? Diễm Hằng đi đâu? Sao lại không ở đây? Diễm Hằng đã xảy ra chuyện gì? Em nói đi. Mình đi chỗ khác nói chuyện đi. Anh chờ em một chút. Em vô cất xe. Em vô cất xe đi. Diễm Hằng có tâm sự với em á. Nó nói là anh với nó chẳng thể nào có kết quả tốt đẹp được. Vì vậy anh đừng làm nó thêm khó xử nữa. Xin em đừng đi, hãy để trái tim anh tìm chút đợi chờ. Anh xem đi. Mơ, anh mơ từng đêm thấy bóng dáng em. Như vậy nghĩa là sao? Chính vì số tiền nợ này á mà hằng đêm nó cứ canh cánh trong lòng mà. Mấy tháng qua nó làm đủ thứ việc để kiếm tiền. Đây là mồ hôi nước mắt của nó đó, anh có hiểu không? Em biết là anh rất là yêu Hằng. Nếu thế gian này có thể yêu một người mà được đáp lại thì đơn giản biết bao, phải không anh? Em nghĩ á, anh hãy quên Diễm Hằng đi, hãy tìm một cô gái khác. Biết đâu anh tìm thấy niềm vui và hạnh phúc thì sao? Hương đã yêu bao giờ chưa? Vậy mà em lý giải về tình yêu nghe hay quá. Em khuyên một người đang yêu hãy quên đi người mình yêu, thì chẳng khác nào em xúi hắn đi tự tử. Ê, anh đừng có làm bậy nha. Thật ra em nghĩ á, chắc là anh và nó không có duyên thôi, chứ nó cũng mến anh lắm á. Thôi, em đừng có an ủi anh làm gì. Nếu mến anh thì Diễm Hằng đã không tuyệt tình với anh như vậy. Em nghĩ không đến nỗi gì đâu. Thằng vẫn nghĩ đến anh mà. Hôm nay là sinh nhật của anh phải không?
Ủa, sao em biết? Có người gửi quà cho anh nè. Diễm Hằng gửi tặng cho anh hả? Vậy thì anh phải mở ra xem mới được. Anh... Để thôi, xem về nhà hãy mở. Anh thích xem ngay bây giờ. Để xem Diễm Hằng tặng anh cái gì. Anh nghĩ Diễm Hằng thế nào cũng nghĩ lại mà. Em xin em đừng đi, cho anh còn phút yên vui bên đời. Tình yêu như giấc mơ qua. Em xin em đừng đi, anh không thể sống nếu em xa rời. Này em ơi, em xin em đừng đi, cho anh còn phút. Chẳng lẽ Diễm Hằng lại tiết kiệm đến mức không ghi cho anh được một lời chúc hay sao? Cho tôi một trái xô. Dạ chào cô ạ. Cô tìm ai? À, có anh Dương ở nhà không cô? Không, cậu chủ đi đâu từ chiều tới giờ chưa có gì à? Dạ, cô làm ơn cho con gửi cái này. Cô đưa giùm cho anh Dương. Cô tên gì? À, cô cứ nói là có một người bạn gửi cho ảnh. Cảm ơn cô. Chào cô. Ê. Em xin em đừng đi, hãy để trái tim anh tìm chút đợi chờ. Em đừng đi, anh gần với em mà. Qua từng nỗi nhớ. Diễm Hằng, anh yêu em. Mắt long lanh,
tiếng nói thân Diễm Hoàng, Diễm Hoàng, đừng bỏ anh. Anh yêu em. Tình yêu như giấc mơ qua trong đời. Em, xin em đừng đi. Hãy để trái tim anh tìm chút đợi chờ. Mơ, anh mơ đường đêm, thấy bóng dáng em qua từng nỗi nhớ. Có ánh mắt long lanh, tiếng nói thân quen, khẽ khẽ ru em như dòng suối mơ. Ồ, Hương, tại sao anh lại ở đây? Tối qua anh sai quá, cho nên anh xin lỗi. Tối qua do anh sai quá nên anh đã có những hành vi không phải với em. Anh xin lỗi em. Anh đưa em tới trường đi. Em, xin em đừng đi. Hãy để trái tim anh tìm chút đợi chờ. Mơ, anh mơ từng đêm, thấy bóng dáng em qua từng nỗi nhớ. Có ánh mắt long lanh, tiếng nói thân quen, khẽ khẽ ru em. Cậu Dương đi đâu mà dữ vậy? Hôm qua có một cô tới kiếm cậu đó. Cô tên là gì? Tôi có hỏi mà cô không có nói tên. Cô nhờ gửi cho cậu cái này. Vậy hay thấy tướng của cổ ra sao? Cô ốm ốm, tóc dài, đi chiếc xe đạp màu xanh. Diễm Hằng. Đúng rồi, Diễm Hằng. Trái tim anh tìm chút đợi chờ. Mơ, anh mơ đường đêm, thấy bóng dáng em qua từng nỗi nhớ. Có kính gửi anh Dương, anh mắt lòng chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của anh. Nói nhận được thư này cho anh sẽ trách Hằng nhiều lắm. Hằng vô cùng biết ơn vì những gì anh đã làm cho Hằng. Những ngày tháng được quen biết anh sẽ mãi mãi là kỷ niệm đẹp mà suốt cuộc đời này Hằng sẽ không bao giờ quên. Anh và Hằng là hai người của hai thế giới, hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Hãy cho Hằng xem anh như một người anh kính mến, bởi Hằng biết là Hằng không thể yêu anh và cũng không thể làm cho anh hạnh phúc được. Cầu chúc cho anh tìm thấy được một nửa của mình và luôn luôn thành đạt trong sự nghiệp. Diễm Hằng. Anh không thể sống nếu em xa rời. Này em ơi, em, xin em đừng đi.
trong đời. Cua hấp, súp, mì xào, gỏi, tôm gì bắt ướp rồi. Chừng nào gần về tới, mình làm luôn cho nó nóng. Dạ. Chị có đón con trai của Ngọc thôi, vậy mà nấu nhiều dữ vậy hả dì sao? Tính cô Ngọc là vậy đó. Lúc nào cũng lo cho cậu Minh tỉ mỉ từng chút. Hồi đó lúc cậu chưa đi du học cũng vậy. Cô hì hục chuẩn bị thức ăn cho đã đời. Vậy mà bạn rủ là cậu bỏ đi liền. Hai mẹ con cứ vậy mà hụt hẳn suốt ngày. À, cháu đem mình qua này lên phòng anh Minh nha. Ờ, con đem mình qua lên phòng đi. Ra gối trên phòng con thay chưa? Dạ rồi. Ờ, thấy không có gì mà chuẩn bị mệt muốn chết. Mai mà có con phụ với gì? Tại vì mới lành, có gì nặng á gì cứ kêu cháu. Đừng có ráng. Cẩn thận nghe con. Dạ. Ừ. Kìa, nó ra rồi kìa. Ờ, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Thôi. Minh. Minh. Minh, Minh. Ôi, má Mi. Má có khỏe không? Sao trễ quá vậy? Đâu có trễ, tại má nóng lòng gặp con mà thôi. Con mệt quá không con? Dạ không má. Thôi đi về hả con? Dạ. Đi về. Đi má. Con đem cái này đi. Xin lỗi, chị có phải là Bích Ngọc? Ủa, chú Tiến. Đúng là chú rồi. Trời ơi, chú đi đâu biệt tích cả 10 năm nay. Minh, để má giới thiệu. Đây là chú Tiến. Em kết nghĩa với ba con hồi đó. Dạ, cháu chào chú ạ. À, cháu Quốc Minh phải không? Dạ, giống y chang như ba cháu hồi đó. Trắng hơn, đẹp trai hơn. Vì khuôn đúc vậy đó chú. Giống luôn cả cái tính văn nghệ của ổng. Làm tôi mắc mệt luôn vậy đó. Cha nào cũng hắn mà. Không có được đâu chú. Bởi vậy tôi mới gửi cháu qua Úc để học quản trị kinh doanh, để theo nghề của tôi. Cháu mới bên đó về đó chú. Thôi chết, chị nói tôi mới nhớ. A Di, lại đây con. Trời, A Di đây sao? Chào cô, chào anh. A Di nó học ngành gì vậy chú? Dạ, con học ngành công nghệ thực phẩm. Dạ, mấy năm nay vợ chồng tôi có mở một công ty nhỏ chuyên về sản xuất, xuất khẩu thực phẩm chế biến. Nên cũng muốn cho A Di tìm hiểu thêm về thị trường này. Vậy là tôi với chú cùng nghề rồi đó. À, tài xế tôi tới rồi. Anh và cháu định về đâu? Hai cha con tôi định về Vũng Tàu. Đang đợi xe chở ra bến tàu cánh ngầm nhưng chưa thấy tới. Thôi sẵn tiện,
Bữa nay anh với cháu ghé nhà tôi ăn cơm rồi về sao? Dạ phiền chị quá, tôi tính về luôn cho sớm. Sao bà ở nhà nóng ruột, bà trong? Phiền cái gì mà phiền, tới chưa biết nhà. Mời Á Di đi con. Chào em, mời chú vào em. Dạ. Dạ. Đi chú. Dạ. Đi con. Hương, ủa anh, em lên xe đi. Đi đâu? Thì em lên xe đi. Mà đi đâu? Cứ lên xe đi. Đi. Sao vậy? Anh cũng không biết. Tự dưng anh cảm thấy trống vắng vô cùng. Và anh nghĩ tới em. Anh mơ từng đêm thấy bóng dáng em qua từng nỗi nhớ. Ngọc Hương à, anh không biết phải nói như thế nào đây. Nhưng mà lúc này đây, anh rất cần có em. Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bên du em. Yêu nhau từ thuở ban mai hàng vi, đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu. Vàng son một thuở lên ngôi, lòng nghe tự hỏi trong tôi. Ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Vàng son một thuở yêu em, vàng son bờ bên du em. Yêu nhau từ thuở ban mai hàng vi, đơn sơ cho đến khi bạc đầu phai dấu. Vàng son một thuở lên ngôi, lòng nghe tự hỏi trong tôi. Ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao hơn cuộc đời. Ơn em ta lỗi trên môi, tình lớn lao.